là do lý do Chelsea sa thải huấn luyện viên Tuchel. Chủ sở hữu Chelsea Tat Bowley lần đầu lên tiếng rõ ràng về lý do sa thải chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel. Trong một động thái gây sốc vào tuần trước, câu lạc bộ Chelsea đã ra thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel sau trận thua 0-1 trước Dinamo Zagreb ở Champions League, và đó là thất bại thứ 3 liên tiếp của The Blues. Chỉ 36 giờ sau, Chelsea bổ nhiệm Graham Potter làm huấn luyện viên trưởng mới với bản hợp đồng 5 năm. Phải đến bây giờ, chủ sở hữu Chelsea Todd Bowley mới lên tiếng rõ ràng về lý do thật sự ông sa thải chiến lược gia người Đức theo cách đầy tranh cãi. Bowley tiết lộ quyết định chạm Thomas Tuchel được ông đưa ra sau khi nhận ra rằng tầm nhìn giữa hai người về việc phát triển Chelsea là không trùng khớp. Bowley đã làm sáng tỏ quá trình Chelsea sa thải Tuchel khi phát biểu tại hội nghị sát Mỹ: "Mục tiêu của chúng tôi là tập hợp một đội với học viện trẻ, đội một với các câu lạc bộ mà chúng tôi muốn phát triển. Tất cả những điều đó cần phải trở thành một cỗ máy được bôi trơn. Và trên thực tế, chúng tôi đã được qua quyết định đó, sa thải, vì chúng tôi đã không chắc rằng Thomas cũng có cách nghĩ giống chúng tôi. Không nói về việc ai đúng hay sai, chúng tôi không có tầm nhìn chung cho tương lai, và đó không phải là về Zagreb. Nó thực sự là tầm nhìn chung về những gì chúng tôi muốn ở Chelsea FC. Nó không phải là một quyết định được đưa ra về một trận thắng hoặc một trận thua. Nó được đưa ra từ những gì chúng tôi nghĩ là tầm nhìn phù hợp với câu lạc bộ." Bowley, người đã đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Tuchel chỉ 100 ngày sau khi tiếp quản triều đại ở Stamford Bridge, nói thêm: "Bạn phải đảm bảo rằng bạn phù hợp với những người trong doanh nghiệp. Tuchel rõ ràng là cực kỳ tài năng và rõ ràng là một người rất vĩ đại với thành công cùng Chelsea. Tầm nhìn của chúng tôi đối với câu lạc bộ là tìm kiếm một người quản lý thực sự muốn hợp tác với chúng tôi, và tôi nghĩ rằng có rất nhiều bức tường phải phá bỏ ở Chelsea. Trước đội một và học viện, họ không có dữ liệu hoặc thông tin về những cầu thủ hàng đầu. Trong khi đó, sau khi mọi việc tạm lắng, chiến lược gia 49 tuổi người Đức Thomas Tuchel cũng đưa ra một tuyên bố đầy xúc động trên mạng xã hội: "Đây là một trong những câu nói khó nhất mà tôi từng phải viết, và đó là câu mà tôi hy vọng mình sẽ không cần phải làm trong nhiều năm. Tôi rất buồn khi khoảng thời gian của tôi ở Chelsea đã kết thúc. Đây là một câu lạc bộ mà tôi cảm thấy như ở nhà, cả về chuyên môn và cá nhân ngay từ lúc bắt đầu. Tôi cảm thấy tự hào và vui sướng khi giúp đội vô địch Champions League và FIFA Club World Cup. Nó sẽ ở lại với tôi mãi mãi. Tôi rất vinh dự khi được trở thành một phần lịch sử của câu lạc bộ này, và những kỷ niệm trong 19 tháng qua tại Chelsea sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi."